Cảm phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 11, mời quý vị cùng đón xem những tin nhanh trong ngày hôm nay. Và trước hết thì xin mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết về thời tiết. Và thưa quý vị nhìn trên màn hình thì chúng ta sẽ thấy thời tiết ngày hôm nay là nhiệt độ của chúng ta là hiện giờ tại downtown Phoenix là 59 độ F. Và ngày mai nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 61 và giảm dần cho tới thứ Năm tuần tới, đó là 75 độ và nhiệt độ thấp nhất là 48 độ. Trên bắt đầu chúng ta sẽ thấy bắt đầu từ ngày mai thì sẽ có mây mù nhiều nơi và tuy nhiên thì chúng ta sẽ không có cái mưa ở tại thành phố Phoenix cũng như các vùng trong cái khu vực gọi là Maricopa. Tuy nhiên thì nhiệt độ sẽ bắt đầu lạnh dần vào ban đêm. Ban ngày thì chúng ta vẫn còn đang ở trong nhiệt độ rất là tốt, đó là từ 87 cho tới thấp nhất của chúng ta trong thứ Năm tuần tới là 75 độ F, nghĩa là nhiệt độ ban ngày thì chúng ta vẫn còn rất là ấm. Ban đêm thì hơi lạnh hơn, tuy nhiên thì nhiệt độ của chúng ta cũng sẽ không có quá lạnh để mà cây cối trong vườn chúng ta phải bị héo. Trên đó nếu quý vị cũng an toàn trong thời gian này. Đó là thời tiết ngày hôm nay cũng như trong một tuần kế tiếp. Và tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin. Và thưa quý vị, bắt đầu bằng thông báo của chúng ta thì chúng ta cũng xin được gửi đến quý vị cũng như mọi lần, nếu quý vị nào cần ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc chiến pháp lý, vì chúng ta thấy rằng trong cuộc chiến pháp lý trong thời gian gần đây rất là nhiều cái tin tức rất là sôi động, rất là cực kỳ gọi là hấp dẫn, và mỗi ngày chúng tôi xin đưa gửi đến quý vị những thông tin rất là cập nhật để chúng ta nắm bắt được cái tình hình cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Donald Trump và đội pháp lý của ông đã thực hiện như thế nào. Và chúng ta thấy rằng tuy nhiên thì cái nhu cầu về pháp lý của Tổng thống Donald Trump cũng rất là cần tiền ủng hộ của tất cả mọi người dân để ủng hộ cùng đồng hành với ông, bởi vì cái cuộc chiến này không phải chỉ dành cho Tổng thống Donald Trump mà cho cái sự công bằng của việc bầu cử và chống lại sự gian lận trong bầu cử trong những thời gian sắp tới nữa, không phải chỉ là một cuộc chiến bình thường mà cuộc chiến của sự thắng và sự lũng đoạn của giới cánh tả và cái sự công chánh của đất nước Mỹ cần phải có. Và đó là lý do Tổng thống Donald Trump kêu gọi mọi người hãy ủng hộ với ông. Quý vị vào trang donaldjtrump.com và tiếp tục ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Ví dụ quý vị có thể ủng hộ 35 Mỹ Kim, 50 Mỹ Kim, 75 Mỹ Kim, 100 Mỹ Kim hoặc là hơn. Quý vị có thể ủng hộ một lần hoặc là quý vị ủng hộ nhiều lần, tùy theo lòng của quý vị đến với Tổng thống Donald Trump cũng như đất nước Hoa Kỳ. Và tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị đến với cũng đồng hành với Tổng thống Donald Trump thì các anh chị em, các nghệ sĩ ở tại Arizona cũng có tổ chức một cái chương trình We Stand With President Trump. Và chương trình này vào tối thứ Bảy này ngày 21 tháng 11 từ 8:30 tới 12:30 sáng, nghĩa là khuya đó. Và chương trình tổ chức tại 1001 Nightclub tại 706 West Southern Avenue, Mesa, Arizona 85210. Và mời quý vị đến ủng hộ cho cuộc gây quỹ tổng thống, cho Tổng thống Donald Trump. Và tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý vị về cái thông tin của Việt New Arizona nhằm đáp ứng nhu cầu tin nhanh, chính xác và thiết thực cho người dân Việt Nam tại tiểu bang Arizona nói riêng và các tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ nói chung. Việt News Arizona và US đã ra đời. Việt New Arizona xin được giới thiệu các thành viên được biết đến bên giao diện bên ngoài là sứ viên đặc trách tiểu bang Arizona, cô Juan Wilcox, sứ viên đặc trách tiểu bang Pennsylvania, New Jersey, New York, cô Mộng Trinh, sứ viên đặc trách tiểu bang Washington DC, Virginia, cô Thanh Tâm, sứ viên đặc trách tin California và tin Hoa Kỳ, anh Trọng Phúc, trưởng ban quay phim và kỹ thuật, anh Quang Nguyễn, trưởng ban nghệ thuật, anh Christian Lê. Chúng tôi mỗi ngày luôn cố gắng để hoàn thiện hơn để đáp ứng được sự tin yêu của quý khán giả đã dành cho Việt News Arizona và US trong thời gian qua.
cũng như trong thời gian sắp tới. Mọi đóng góp ý kiến cũng như quảng cáo, vui lòng liên lạc số điện thoại 602-481-2647 hoặc email vietnewsarizona@gmail.com. Chân thành cảm ơn. Và kế tiếp, ngoài những cái chương trình mà chúng ta thấy căng thẳng về cái cuộc bầu cử cũng như nhiều cái cuộc chiến pháp lý, thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị những chương trình truyền hình, những chương trình mang tính cách là giải trí để giúp chúng ta bớt căng thẳng sau những cái giây phút mà chúng ta gọi là phải nghe nhiều cái thông tin mà mình cảm thấy nó rất là bức xúc. Thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái chương trình gọi là Makeover Game Show truyền hình. Và mời quý vị cùng đến với chương trình Game Show truyền hình Makeover nhằm giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Chương trình do Viet News Arizona và US tổ chức với sự đầu tư của Bộ Tứ Hóa Thân, chuyên viên hair và makeup hàng đầu tại Arizona, Christian Lê, chuyên viên tư vấn thời trang và thiết kế trang phục hàng đầu tại Arizona, Lim Lê Nguyễn, chuyên viên chăm sóc da và tóc, giám đốc công ty Mother Nature, Hoa hậu phu nhân khán giả bình chọn Việt Nam USA 2020 Kelly Mai, chuyên viên lông mi và lông mày thẩm mỹ, Hoa hậu phu nhân áo dài Oanh Wilcox. Chương trình dành cho các bạn thí sinh lứa tuổi từ 21 tới 34 là Season 1 và từ 35 trở lên là Season 2. Là người Việt Nam hoặc 25% là dân tộc Việt đang sống tại Arizona. Thế lệ tham gia, một ảnh chân dung và một ảnh toàn thân không chỉnh sửa hoặc make-up, một đoạn văn ngắn lý do bạn muốn tham gia. Vòng bán kết do ban giám khảo bình chọn, vòng chung kết gồm 3 nam và 3 nữ sẽ được bình chọn bởi khán giả. Hai giải nhất dành cho một nam và một nữ, các bạn sẽ được hỗ trợ make-up, thay đổi kiểu tóc, lông mi, lông mày, tư vấn trang phục, v.v. Quà tặng là một bộ đồ vest nam và một áo dạ hội nữ. Bộ Organic Skin Care and Hair Care cao cấp trị giá 2.000 Mỹ Kim do công ty Mother Nature tài trợ. Liên danh và tham gia đồng hành cùng với chương trình, vui lòng gọi 602-481-2647. Và kế tiếp, chúng tôi xin gửi thông báo từ cộng đồng Việt Nam Arizona. Chương trình thăm và ủy lạo và tặng quà cho các cụ cao niên ở các viện dưỡng lão. Năm nay, vì đại dịch nên cộng đồng Việt Nam Arizona không thể tổ chức các chương trình ca nhạc và tiệc Thanksgiving và Giáng sinh cho các cụ cao niên trong các viện dưỡng lão tại Arizona. Tuy nhiên, cũng không vì cớ đó mà cộng đồng Việt Nam Arizona ngừng quan tâm đến các cụ cao niên trong cộng đồng. Năm nay, cộng đồng Việt Nam Arizona sẽ tổ chức ngày thăm ủy lạo và tặng quà Giáng sinh đến với các cụ cao niên trên 65 tuổi. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2020. Quý mạnh thường quân hoặc các thiện nguyện viên có tấm lòng muốn đồng hành cùng chúng tôi để đem đến các cụ những sự quan tâm trong lúc tuổi già, vui lòng liên lạc 602-481-2647. Chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị, đó là một số thông tin của chúng ta trong cái ngày hôm nay cũng gửi đến quý vị. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với phần tin nhanh trong ngày. Thưa quý vị, phần điểm tin nhanh, tin Arizona. Thống đốc Ducey nói rằng ông ấy sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử cho đến khi mọi vụ kiện được giải quyết ổn thỏa. Và tin từ Phoenix, Arizona. Cuộc họp báo hôm thứ Tư là lần đầu tiên chúng tôi nghe tin từ thống đốc Ducey kể từ cuộc bầu cử. Một số phóng viên đã hỏi ông về các thuyết âm mưu đã bị bóc trần ở Arizona như là Sharpie Gate và liệu ông ta có chấp nhận kết quả bầu cử ở Arizona hay không. Thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey đã nói rất rõ, ông ta sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống cho đến khi tất cả các hồ sơ của tòa án được giải quyết và cho đến khi mọi phiếu bầu được kiểm tra. Một mặt, thống đốc nói, chúng tôi có thể tin tưởng vào cuộc bầu cử của chúng tôi ở đây, ở Arizona. Có những câu hỏi và những câu hỏi đó nên được trả lời. Có những khiếu nại và khiếu kiện pháp lý đang được phản đối tại tòa án. Một khi chúng ta được xét xử và quá trình diễn ra thuận lợi, tôi sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, Doug Ducey nói thêm. Tin kế tiếp, tin từ California. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là tin từ California. Tôi cũng gửi quý vị một cái hình ảnh của tin của California. Chúng ta có thể nắm bắt cái thông tin California. Chờ tôi cũng một tí để quý vị có thể California. Dạ vâng, không biết là Phúc để đâu. Rồi, chúng ta tiếp tục với phần tin California. Tin rất là quan trọng đến với quý vị đang sống ở tại California. Thống đốc Gavin Newsom thông báo lệnh giới nghiêm COVID cho California. Thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Năm đã công bố lệnh giới nghiêm hạn chế việc đi lại vào ban đêm của hơn 90% dân California. Lệnh nhằm đối phó với sự gia tăng đáng lo ngại về các trường hợp coronavirus
yêu cầu hầu hết các công việc không cần thiết, di chuyển, phải tập và tụ tập phải dừng lại từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Lệnh có hiệu lực từ 10 giờ tối ngày thứ bảy tuần này, ngày 21 tháng 11. Nó áp dụng cho các quận ở các màu tím hoặc 41 trong số 58 quận của tiểu bang. Điều đó bao gồm tất cả các quận của Nam California. Tin Hoa Kỳ, Ủy ban Pháp lý và của chiến dịch Tổng thống Donald Trump tổ chức họp báo tại Washington DC ngày 19 tháng 11 năm 2020. Luật sư và cố vấn an ninh Rudy Giuliani và luật sư của Tổng thống Donald Trump Sidney Powell từ Ủy ban Pháp lý của Tổng thống bình luận và những tiết lộ mới nhất trong các cuộc điều tra về bất thường trong ngày bầu cử và các hành vi gian lận cùng những hiện tượng khác diễn ra tại các địa điểm trong cuộc tranh cử Tổng thống giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Và quý vị cũng có thể theo dõi đầy đủ thông tin về cuộc họp báo tại Washington DC của Ủy ban Pháp lý của Tổng thống Donald Trump trong phần thông tin của video. Luật sư của Tổng thống Donald Trump Sidney Powell công bố cáo can gian lận cử tri thẳng mặt trên phương tiện truyền thông. Luật sư của Tổng thống Donald Trump Sidney Powell nó đã nói Tổng thống Donald Trump đã thắng kiện thật lớn mà được dùng cái từ là landslide hoặc là long trời lở đất đó. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Luật sư chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump Sidney Powell cho biết trong một cuộc họp báo ngày 19 tháng 11 rằng Tổng thống Donald Trump đã thắng đậm, đồng thời nói rằng đội ngũ pháp lý của họ sẽ chứng minh điều đó. Và bà Powell đã nói, những người yêu nước ở Mỹ đã chán ngấy với nạn tham nhũng từ cấp địa phương đến cấp cao nhất của chính phủ chúng ta. Chúng tôi sẽ không thể để bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không lùi bước và chúng tôi sẽ dẹp sạch đống lộn xộn này ngay từ bây giờ. Tổng thống Donald Trump đã thắng đậm. Chúng tôi đã chứng minh điều đó và chúng tôi cũng sẽ chứng minh điều đó tiếp tục. Và chúng tôi sẽ giành lại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ cho những người bỏ phiếu cho tự do. Powell cáo buộc một âm mưu xuyên quốc gia liên quan đến ảnh hưởng của tiền cộng sản từ các nước bao gồm Cuba, Venezuela và có khả năng từ Trung Quốc nhằm lật ngược cuộc đua tổng thống thông qua phần mềm bầu cử. Luật sư lâu năm, người đại diện cho Trung tướng Michael Flynn, sau đó đã kêu gọi Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra hình sự. Powell, một cựu công tố viên, đã đề cập đến một người tố giác đã đến và chứng kiến các phần mềm bỏ phiếu có thể bí mật thao túng phiếu bầu. Người này cho biết họ đã làm việc với quân đội Venezuela, vạch ra một âm mưu giữa các giám đốc điều hành của Smartmatic, cựu độc tài Venezuela theo chủ nghĩa xã hội Hugo Chavez và các quan chức bầu cử nước này nhiều năm trước. Và thưa quý vị, đó là phần tin nhanh và chúng tôi xin được điểm sơ một vài cái ý chính của cái phần tin chúng ta mới vừa được thông qua để quý vị có thể nắm bắt được nó nhẹ nhàng hơn. Thay vì nhiều cái thông tin qua chúng ta không có biết. Thứ nhất là thông tin của thống đốc tiểu bang WC. Ông sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử cho đến khi cái vài vụ kiện được giải quyết. Nghĩa là khi mà chính quyền gọi là ủy ban bầu cử của liên bang quyết định. Mà thật sự nếu mà ông là thống đốc của tiểu bang mà không đưa ra kết quả, không có quyết định, không có chấp nhận thì cái ủy ban bầu cử của liên bang cũng có thể chưa thể ra quyết định bởi vì phải đầy đủ tất cả các tiểu bang đưa ra quyết định. Và cho nên cái phần này sẽ gọi là phải chờ đến các vụ kiện. Và khi các vụ kiện ra đâu đó rõ ràng đó là khi mà được kiểm tra phiếu đầy đủ đó, thì lúc bây giờ thống đốc tiểu bang Arizona mới ra cái kết quả của bầu cử. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cuộc bầu cử của nước Mỹ và đặc biệt tại Arizona vẫn còn ở trong cái thời điểm mà tranh chấp rất là nhiều và cái cuộc kiểm phiếu cũng như là những cái gian lận trong bầu cử tại Arizona cũng sẽ được gọi là thanh vui trong thời gian sắp tới. Quý vị sẽ đón nghe những cái thông tin tại Arizona. Và kế tiếp thì chúng ta đến với California. Thì ngay ngày hôm nay thì thống đốc tiểu bang California đã là Gavin Newsom đã thông báo lệnh giới nghiêm dành cho California và đặc biệt là 41 trong số 58 quận. Tuy nhiên 41 quận này là 41 quận chính, bao gồm hơn 90% dân số của cả tiểu bang. Trên mặc dù có những cái quận khác không có bị
ra cái hiệu lệnh giờ giới nghiêm. Tuy nhiên những quận đó thì rất là hẻo lánh, cho nên ra là cái sự lây lan không nhiều, và đó lý do cái số lượng người của họ cũng ít. Còn 41 quận trong cái tiểu bang của California, 41 trên 58 đó, thì rất là đông dân, như vậy chiếm hơn 90% dân số. Và cái giới nghiêm nghĩa là từ 10 giờ sáng, 10 giờ tối cho tới 5 giờ sáng, 5 giờ hơn thì chúng ta có thể đi lại bình thường, và hoặc là trước 9 giờ chúng ta vẫn có thể, trước 10 giờ đó chúng ta vẫn có thể lại đi lại bình thường. Tuy nhiên 10 giờ thì tất cả mọi người phải ở trong phòng, ở trong nhà đó. Tuy nhiên thì dù vậy thì nếu quý vị nào có những công việc mà mang tính cách là cần thiết phải đi, ví dụ như là chúng ta phải đi làm, hoặc là phải đi bệnh viện, hay là lo một số công việc mà mang tính cách là quan trọng đó, emergency đó, thì chúng ta vẫn có thể đi lại được, và họ cũng sẽ kiểm tra nếu bắt gặp, và nếu mà có những câu hỏi họ sẽ hỏi chúng ta đi đâu và làm gì. Nếu chúng ta nói chúng ta đi một số công việc mà mang cách đi chơi này kia đó thì chúng ta sẽ bị trouble. Còn nếu chúng ta nói chúng ta sẽ đi bệnh viện, đi đổ xăng, đi làm cái gì đó thì mọi sự sẽ will be ok. Rồi, tin kế tiếp là tin Hoa Kỳ về cái cuộc chiến pháp lý. Thì Ủy ban pháp lý của chiến dịch Tổng thống Donald Trump tổ chức cuộc họp báo tại Washington DC ngày hôm nay. Và trong cái cuộc họp báo này thì chúng ta thấy luật sư và cố vấn an ninh Rudy Giuliani, cũng như luật sư của Tổng thống Donald Trump và Sidney Powell, từ Ủy ban pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã nói nhiều cái tiết lộ mới nhất về những cuộc điều tra bất thường trong cái ngày bầu cử và cách gian lận trong cái ngày bầu cử. Và trong cái và bởi vì cái video này nó dài, trên Trần Phúc xin mời quý vị vào trong cái YouTube channel phía bên trong của video đó, chúng ta sẽ có cái link, quý vị có thể click vào đó và chúng ta sẽ coi cái link của cái video này. Và kế tiếp là cái tin là luật sư của Tổng thống Donald Trump và Sidney Powell công bố một cách gọi là rõ ràng trước mặt truyền thông về cái sự gian lận cử tri bầu cử. Trong cái phần này thì bà có thể cho thấy là những cái sự việc xảy ra minh chứng là Tổng thống Donald Trump thắng rất là lớn. Tuy nhiên vì 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 gọi là vì thua cuộc nặng, cho nên ra là họ đã dùng những cái hình thức gian lận trong bầu cử. Và cái việc này là cái việc mà hiện giờ bà cũng như cái đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đó, và những người luật sư trong cái việc mà kiện đó, thì sẽ chứng minh cái điều đó. Và bà nói rằng cuộc chiến này thì Tổng thống Donald Trump sẽ thắng lớn. Và trong cái đợt này thì bà đã nói là bà là không bao giờ nói một vấn đề gì mà không có những cái gọi là cái bằng chứng rõ ràng. Trên đó lý do khi mà bà làm việc thì nó đâu ra đó, không phải chỉ là nói không. Trên đó lý do chúng ta hãy chờ để chờ xem một số cái thông tin rất là ly kỳ hấp dẫn trong những cái thời gian sắp tới. Và bà cũng minh chứng về một cái phần mềm để dùng bỏ phiếu và có thể thao túng cái phiếu bầu, và phần mềm này đã sử dụng tại Venezuela cũng như đã ủng hộ cho nhà độc tài của Venezuela theo chủ nghĩa xã hội là Hugo Chavez, đã dùng và dùng cái phần mềm để mà có thể lũng đoạn, thao túng cái việc bầu cử cũng như cái phiếu bầu trong cái năm 2018. Và đó là một số cái thông tin mà chúng ta nắm bắt được cái tin nhanh ngày hôm nay. Và bây giờ thì trước khi Trọng Phúc gửi đến quý vị một cái bài viết của một nhân vật rất là nổi tiếng trong cái giới Hollywood, tâm sự của ông, thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một cái quảng cáo đã đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị cùng đến với Hát Xăm Hàn Quốc. Hát Xăm Hàn Quốc, một món quà giá trị cho mọi nhà. Hát Xăm Hàn Quốc tác dụng chống ung thư, miễn dịch và chống viêm, bảo vệ gan, chống đái tháo đường, hỗ trợ hệ thần kinh trung ương, chống oxy hóa, bổ dưỡng, tăng cường miễn dịch cơ thể, và được sử dụng trong cosmetics để giảm nếp nhăn hay thực phẩm chức năng để giảm tác hại của tân dược. Hãy gọi ngay 480 765 4853, 480 765 4853
để có cho mình hát xăm Hàn Quốc. Và thưa quý vị, về giờ này thì Trần Phúc xin giới thiệu quý vị một nhân vật, đó là King Edward. Ông này là một diễn viên điện ảnh Hollywood nổi tiếng, và ông có nhiều người trước kia thì chúng ta thấy rằng ông gần giống như là ủng hộ cho Obama. Nhưng mà quý vị hãy xem cái bài viết của ông nói như thế nào về Tổng thống Donald Trump. Cũng như sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có phần tiếp chuyện với một doanh nghiệp, một chủ doanh nghiệp của Huế Cô Mây, chia sẻ những cái tâm sự của những người chủ cơ sở thương mại nhỏ trong cái thời kỳ đại dịch như thế nào. Và đó là phần kế tiếp của chương trình ngày hôm nay. Và quý vị cùng tiếp tục với chương trình của chúng ta. Đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với bài viết chuẩn bị nói lời tạm biệt. Một thông điệp từ Clint Eastwood, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hollywood, và bài viết do Andrew An Nguyễn tuyển. Bất cứ ai xem đoạn độc thoại khét tiếng về chiếc ghế trống của Clint Eastwood tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng Hòa năm 2012, có lẽ sẽ không ảo tưởng rằng nam diễn viên, đạo diễn từng đoạt giải Oscar là một fan hâm mộ của Tổng thống Barack Obama. Ông cũng đưa ra một số lời bình luận chính trị trong cuộc phỏng vấn đó, bao gồm một nhận xét phê bình ngắn gọn về Tổng thống Obama như sau. Tôi thích sự thật rằng Obama là người đa chủng tộc. Tôi nghĩ điều đó thật là tuyệt vời, vì vợ tôi là người cùng chủng tộc. Nhưng tôi cảm thấy ông ta là một kẻ mới vào nghề, và hóa ra ông ta không có kinh nghiệm trong việc ra quyết định. Và tiếp theo, những năm hoàng hôn của ông ở tuổi 90. Nếu bạn nhận ra mỗi ngày là một món quà, bạn có thể gần bằng tuổi tôi. Khi tận hưởng những năm tháng tuổi xế chiều, tôi nghĩ chắc chắn rằng cuộc vui này phải đến hồi kết thúc. Sẽ một cuộc buổi sáng trong lành, lạnh lẽo khi tôi không còn nữa. Không còn những cái ôm, không còn những dịp đặc biệt để chia vui cùng nhau, không còn những cuộc điện thoại chỉ để tán gẫu. Đối với tôi, dường như một trong những điều quan trọng cần làm trước khi mỗi buổi sáng đó đến là mọi người trong gia đình và bạn bè biết rằng tôi quan tâm đến họ. Tôi tìm những cách đơn giản để cho họ biết niềm tin chân thành và các nguyên tắc hướng dẫn cuộc sống của tôi, để họ luôn nói rằng ông ấy là bạn của tôi và tôi biết ông ấy đã đứng ở đâu. Vì vậy, đề phòng ngày mai tôi đi, hãy biết điều này. Tôi đã bỏ phiếu chống lại Joe Biden, kẻ bất tài, dối trá, lật lọng, không chân thành, nói hai lời, xã hội chủ nghĩa cấp tiến, bào chữa khủng bố, khát máu, tự ái, ngu ngốc về khoa học và kinh tế. Hắn đã ở Bạch Ốc 8 năm với Obama, người đã cố gắng phá hủy đất nước tuyệt vời của chúng ta và biến nó thành một cái lột tào lao xã hội chủ nghĩa, Hồi giáo như quê hương của ông ta, và ý tôi, quê hương của hắn. Không phải là họ quay bắn súng cho chính phủ, vì bạn cho rằng tội phạm có quá nhiều súng, cũng giống như việc bạn tự thiến mình vì nghĩ rằng hàng xóm của bạn có quá nhiều trẻ em. Trân trọng, Clint Tai Book, hãy giúp tôi phổ biến lời nhắn này. Và thưa quý vị, đó là cái lời tâm sự của đạo diễn cũng như là diễn viên điện ảnh Clint, người đã từng đoạt giải Oscar nổi tiếng của Hollywood. Và trong cái tâm sự, ông muốn cho mọi người biết rằng ông đã đứng về phía ai và ông thấy được những gì với tuổi của mình lớn. Và thưa quý vị, đó là cái phần mà chia sẻ tâm sự, và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gửi những cái thông tin để chúng tôi có thể cập nhật gửi đến tất cả quý vị cùng am tường thêm những thông tin khác. Và bây giờ đây, xin mời quý vị cùng đến cái phần tiếp chuyện với chủ nhân của một nhà hàng rất nổi tiếng tại Arizona, được nhiều người biết đến, chuyên trị những món ăn về Huế, đó là Huế Cô Mây. Mời quý vị cùng Trần Phúc tiếp đón chị Loan, chủ nhân của Huế Cô Mây. Trần Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News Arizona. Trần Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Hôm nay chúng tôi hân hạnh chào đón chị Loan, chủ nhân của Huế Cô Mây, đến với chương trình ngày hôm nay. Mến chào chị. Dạ, cảm ơn Trần Phúc. Xin chào anh Trần Phúc. Xin chào tất cả quý khách của Việt News Arizona. Dạ, và chị Loan có thể cho biết sơ đôi nét về cái nhà hàng của mình, để cho những người nào mà chưa bao giờ ghé với Huế Cô Mây
thì cũng được biết một nhà hàng tương đối nổi tiếng tại Arizona của chúng ta. Dạ, tiệm Huế Gourmet của tụi em là đã mở được hơn 10 năm qua ở Mekong Plaza. Và tiệm Huế Gourmet của tụi em chủ yếu là bán về những cái món đặc sản của Huế. Chẳng hạn như là bún bò Huế nè, rồi bánh bèo nè, bánh nậm nè, rồi bánh bột lọc, rồi bánh ướt, rồi bánh cuốn, rồi có thêm bún măng vịt, rồi mì quảng, đặc biệt là bánh xèo nữa. Rất là ngon. nghe nói cái là mình thấy đói bụng liền. Và chị có thể cho biết thì trong cái mùa đại dịch vừa rồi của mình á, thì nó ảnh hưởng như thế nào đến với cái business của mình? Dạ, thì cái mùa đại dịch Covid á, nói chung là nó ảnh hưởng toàn bộ, nhưng mà có ảnh hưởng tới tiệm của em là khách á, ít người lại ăn hơn, họ muốn order về nhà. Thì chủ yếu là tiệm của tụi em là bán food to go rất là nhiều, nhưng mà khách tới ăn thì cái số lượng nó có giảm. Và trong cái việc mà đề phòng với Covid thì những cái gì mình chuẩn bị để mà giúp cho cái những người khách hàng của mình họ cảm thấy an tâm hơn? Thì Covid đó, thì chẳng hạn như là tụi em phải clean up nó sạch sẽ hơn nè, mình làm thức ăn là mình phải mang bao tay nè, rồi tất cả những người làm phải đeo mặt nạ, rồi nói chung là clean up mỗi ngày, sáng hôm là mình phải clean up sạch sẽ tất cả bàn ghế như là những cái dụng cụ cần dùng, rồi mọi người phải đeo bao tay với đeo mặt nạ trong khi làm. Là phải đẹp mấy gì nữa còn phải che khẩu trang phải không? Đúng rồi. Quan trọng là đồ ăn đẹp là ngon là ok rồi. Và như vậy thì trong cái phần mà khách order to go đó thì nó có cái khó khăn gì trong cái việc chuẩn bị của mình không? Thì nói chung là mình phải chuẩn bị hộp, rồi những cái container mình để riêng từng thứ một để cho khách họ ăn lúc họ đem về nhà nó không có bị dở đi. Chẳng hạn như súp mình phải để riêng, rồi rau mình để riêng, rồi bún mình để riêng, bánh để riêng, tất cả mọi thứ mình đều để nước riêng. Nước chấm để riêng nước hết. Nước chấm với lại sauce, chẳng hạn như giấm rồi ớt, không có trộn chung vô như gỏi mà về nhà mình để riêng cho khách họ. Trộn riêng lúc họ ăn thì mọi thứ nó vẫn bảo đảm chất lượng, không có gì thay đổi. Thành ra cái đó cũng là cái khó khăn, bởi vì nếu mình súp phục vụ một lúc đó thì nó có sẵn, nó sẵn dễ dàng hơn. Bây giờ phải là mình tốn thêm nhiều cái đồ dùng nữa. Hộp đồ này kia rồi đủ thứ hết. Nhưng mà vậy thì cái giá cả nó có thay đổi không? Hay là vẫn cứ giữ cái giá cũ bình thường? Không, tụi em vẫn giữ như giá như cũ. Để cho, nói chung là thời gian này ai cũng khó khăn hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau. Nương nhau mà sống. Để cho khách vẫn tiếp tục như mọi cái hoạt động bình thường như vậy, ảnh hưởng COVID. Và như vậy thì trong cái thời điểm gần đây thì những cái món ăn nào gọi là món chủ đạo của tiệm của mình mà được nhiều người nhắc đến khi mà họ đã ghé tới Huế Gourmet? Thì tiệm của người em á, là đặc biệt nhất á, là cái món Huế, bún bò Huế, bún bò Huế rồi bánh bèo Huế, rồi bánh lọc, rồi bánh nậm. Rồi bánh ướt, rồi bánh cuốn, bánh xèo. Rồi khách cũng rất là thích cái món bún măng vịt với lại mì quảng nữa của tụi em, cũng rất là đặc sắc. Nói bây giờ tôi nói món ăn mà thấy là đói bụng liền. Cho nên tuy nhiên thì nếu quý vị nào rất là nhiều món ăn rất là ngon tại Huế Gourmet, nếu quý vị nào muốn thử hãy tới gọi là thử mỗi ngày một món là chúng ta sẽ có cơ hội được thử nhiều món. Thì trong cái mùa lễ Thanksgiving sắp tới đây thì Huế Gourmet cái giờ giấc mở cửa như thế nào, có thay đổi hay không, và nếu thay đổi thì thay đổi như thế nào? Ngày lễ Thanksgiving thì tụi em mở cửa từ 9 giờ, đóng cửa 6 giờ tối. Rồi Thanksgiving, after Thanksgiving là Black Friday. Tụi em mở 9 giờ tới 8 giờ. Đặc biệt hay Black Friday để cảm ơn quý khách đã ủng hộ tụi em thì tụi em có đặc biệt special 10% off cho toàn thể gia đình lại ăn. Như vậy thì quý vị nào đến ăn, gọi là đi shopping Black Friday xong đó là ghé tới ăn.
Mà cái ngày Black Friday thì mở cửa cũng dài giờ hơn, từ 9 giờ tới 8 giờ tối lận. Dạ. Và quý vị đi shopping thoải mái, về mệt một cái ghé vô ăn, xong là về khỏi mấy công dọn dẹp rửa chén nhiều rửa gì hết không? Dạ, và không những vậy còn được được khuyến mãi 10% off nữa. Dạ. Và trên quý vị hãy đến với Huế Gourmet để có thể tận hưởng những món ăn rất là Việt Nam, rất thuần túy Việt Nam và đặc biệt ở vùng xứ Huế. Dạ. Chị có thể cho biết cái địa chỉ cũng như số điện thoại để liên lạc. Dạ. Số điện thoại của Huế Gourmet là 480-251-7429. Rồi cái địa chỉ là ở Mesa 66 South Dobson Road, suite number là 126. Dạ, và cái này là ở trong cái khu của Mekong Plaza. Dạ vâng. Và thưa quý vị, nếu vậy thì nếu quý vị nào có những cái bữa tiệc nhỏ nhỏ, có ví dụ không bao nhiêu người thì có thể mình host được cái small party ở trong cái khu vực của mình. Khoảng 20 người, 25 người đổ lại. Dạ, yeah. Thì nếu quý vị có những cái party ví dụ là sinh nhật, mừng thọ, sinh nhật của ai đó trong gia đình á, thì thay vì mình nấu ăn ở nhà mất công phải dọn dẹp nữa, nấu đã mệt rồi dọn dẹp mệt hơn. Ăn xong mọi người đi về còn mình ở lại mình dọn là mệt hơn á, thì hãy đến với Huế Gourmet thì chúng ta sẽ có một cái tổ chức một cái bữa tiệc chung với gia đình. Và xong đó mình ai nấy về và ngủ một giấc luôn, khỏi mấy con lo gì hết. Và hãy không phải gọi trước phải không chị? Dạ. Để mà chuẩn bị. Dạ. Như số lượng nhiều hơn 30-40 người thì mình phải gọi trước để chuẩn bị. Để mà lúc khách tới mình có đồ ăn sẵn, không ăn đói bụng. Dạ. Nhiều khi khách tới không có. Dạ. Yeah. Như vậy thì ở nhà hàng của mình có nhiều khi có một số người hại lại thay vì họ muốn ở chơi lâu hơn đó, thì họ muốn tổ chức ở nhà để mọi người có thể ở chơi hát karaoke này kia đó, thì họ có thể order những cái tray đồ ăn mình có làm không chị? Dạ yeah, có luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Thì những cái điều mà order những tray đồ ăn như vậy thì những cái món gì mà thường thường mình thấy rằng khách hàng thường order ở nhà hàng của mình? Dạ, yeah, khách hàng thường order nhiều nhất đó là gỏi vịt, rồi mì xào, rồi egg roll và chả giò, rồi cơm chiên, rồi bánh bột lọc, rồi bánh bèo, bánh ướt, bánh cuốn. Dạ yeah, thôi đói bụng rồi. Càng nhắc là càng thấy thấy thèm ăn đúng không ạ? Như quý vị có những cái party nho nhỏ ở nhà, lớn cũng được, thì hãy đến với Huế Gourmet và liên lạc với Huế Gourmet để chúng ta có thể đặt và tới ngày hôm đó tới pick up thôi, không cần phải nấu nướng gì hết, xong rồi chúng ta có thể dùng những cái gì to go đi đó, xong bỏ thùng rác dọn xong. Yeah. Nhưng mà để tiện lợi nhất ha. Và một lần nữa cảm ơn chị Loan, đại diện của Huế Gourmet đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc chị cũng như các anh chị em của Huế Gourmet một năm mới thật là thành công, cũng như có một buổi lễ Thanksgiving thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Dạ, yeah, em cảm ơn anh Trọng Phúc. Tụi em cũng cảm ơn anh Hồng Phúc và Việt News Arizona đã cho tụi em một cơ hội để mà ở đây để mà chia sẻ, với lại cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ tụi em hơn suốt trong 10 năm qua. Tụi em kính chúc quý khách, đồng hương và gia đình một mùa lễ bình an, sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Cảm ơn quý khách. Cảm ơn Trọng Phúc, cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay, và lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui với gia đình và người thân, và đừng quên chia sẻ thông tin cũng như ủng hộ các cơ sở thương mại đã cùng đồng hành với Việt News Arizona. Và giờ này mời quý vị cùng theo dõi một cái cơ sở thương mại đã đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay và cũng như ủng hộ cho tất cả các anh chị em những cái cơ sở thương mại business nhỏ đó, để mà hỗ trợ cho chúng ta trong cái những cái ngày tháng trong cái thời điểm đại dịch.